Hiện tại chúng ta cùng xem qua một số thông tin. Tình hình hiện tại thì Bitcoin coin trong 7 ngày qua đã tăng lên là 12,3%. Ethereum tăng lên là 10,6%. XRP có mức tăng đột biến đến là 35,6%. Shiba Inu tăng 43,5%. Mọi người thấy trong vòng tuần vừa rồi là con Gala đã tăng lên là 81,2%, Leo tăng 70%, KDA là tăng là 49,9%. Đây là biểu đồ là tổng hợp là những cái đồng coi trong thời gian 7 ngày vừa rồi có mức độ tăng trưởng nhanh nhất. Rồi chúng ta cùng xem qua về vốn hóa của thị trường sẽ như thế nào. Thì sau khi mà tổng vốn hóa của thị trường giảm về mốc là 1.500 tỷ đô, thì hiện tại thì vốn hóa thị trường đang xấp xỉ là mốc là 2.000 tỷ đô la. Thì thời gian sắp tới là mình dự định là vốn hóa thị trường phải vượt lên cái mốc khá là quan trọng của nó là mốc là 2.300 tỷ đô la, mốc này nhé. Còn BTC Dominant thì sao? Thì những ngày gần đây thì BTC Dominant dao động ở mức quanh mốc là 42%. Thì hiện tại thời gian sắp tới thì vốn hóa của thị trường đang đổ dồn về tập trung đổ dồn về BTC để đẩy lên. Thì thời gian sắp tới là mình dự đoán là Dominant của BTC sẽ tăng lên mốc là 44%. Hiện tại thị trường là đang ưu tiên cho BTC mọi người ha, nên có thể các đồng altcoin vốn hóa của các đồng altcoin thì đang chạy về là BTC để tập trung cho BTC lên. Thì chúng ta cùng xem qua biểu đồ Bitcoin hiện tại như thế nào. Thì khi mà BTC có những cây xanh liên tục tăng như thế này thì đến mốc quan trọng là 45.500 thì khu vực ở đây có phản ứng giá khá mạnh, là khu vực ở đây đã có cái mức kháng cự khá mạnh. Thì khi mà BTC lên vùng 45.500 thì lập tức là đã có phản ứng giá và hiện tại là BTC đang điều chỉnh về mốc là 43.600. Thì chúng ta cùng xem qua đường là chỉ báo MACD này. Hiện tại thì đường MACD đang có dấu hiệu phân kỳ đương là đường Signal và đường EMA đang cắt nhau, đang hướng lên. Thì cùng xem lại quá khứ, trước đó là vào tháng tháng 6 và tháng 7, khu vực tháng 7 thì lúc đó là đường Signal và đường MACD cũng hướng lên, cho thấy là dấu hiệu uptrend bắt đầu ở khu vực là tháng 6, tháng 7 thời gian trước đó. Và hiện tại thì mình cũng dự đoán là có xu hướng uptrend ở thời gian tiếp theo. Đường Signal và đường EMA cũng đang cắt lên. Hiện tại là BTC vẫn đang nằm trên đường MA50, là khu vực khá quan trọng. Thì sau khi mà BTC phản ứng giá ở mức 45.500 thì theo quan điểm của mình thì để BTC lên thì BTC phải có khả năng có xu hướng là về mốc là 38.000, thì sau đó là BTC mới hướng lên. Tại vì hiện tại là những ngày vừa qua là BTC lên chỉ là lên thôi, nên mình nghĩ là phải có thời gian hồi về và
Theo quan điểm của mình thì DC nó sẽ hồi về vùng 38.000 là cái vùng kháng cự gần nhất của nó, và cũng cùng với cái đường trend line mình vẽ như thế này. Còn khi mà theo quan điểm của mình á, để BTC mà có dấu hiệu bước trên hẳn thì nó phải vượt qua được cái vùng của nó là vùng 52k lâu này. BTC phải vượt qua vùng 52k là vùng này, thì khi đó là thị trường mới có mới khả năng cao xảy ra là sẽ bước trên hoàn toàn. Đó là quan điểm của mình. Còn hiện tại thì mình nghĩ là BTC nó sẽ hồi về vùng 38.000 này, sau đó nó sẽ bật tung lên và chúng ta nó sẽ vượt qua mốc kháng cự tiếp theo của nó là vùng 52k, và chúng ta sẽ có một mùa uptrend mới, một mùa siêu chu kỳ mới. Chúng ta cùng xem qua một số những đồng altcoin xem như thế nào. Altcoin, những đồng altcoin top coin hiện tại thì chủ yếu là nó đang mô hình nó đang đi theo BTC, thì đồng BNB này là một đồng là trong năm 2021 đến hiện tại thì vừa rồi thì nó có mức tăng trưởng không quá là mạnh như kỳ vọng ha. Thì BNB hiện tại thì thời gian vừa rồi nó về cái vùng hỗ trợ quan trọng của nó là vùng 330 đô la này, thì sau đó nó đã có phản ứng giá bật lên đến đến thời điểm hiện tại là đang giao dịch quanh mốc là 415 đô la. Thì BNB là chủ yếu là cái biểu đồ của nó đi theo BTC thôi. Thì nếu mà mọi người hold BNB thì mọi người cũng phải chờ thêm một thời gian dài ha. ETH thời gian vừa qua thì từ tháng 11 đến giờ thì ETH là một trong những đồng top coin là mình thấy là có dấu hiệu giảm khá mạnh. Sau khi mà ETH nó phá được cái vùng, phá qua cái vùng là vùng hỗ trợ của nó là vùng 3.000 đô la này thì nó đã giảm khá mạnh, và theo BTC là về vùng tận vùng 2.100 đô này. Hiện tại thì thời gian vừa qua nói chung là những đồng coin nào mà đa phần những đồng coin nào giảm càng mạnh thì thời gian tiếp đó thì nó sẽ tăng lên càng cao. ETH từ vùng đáy tới hiện tại thì nó đã tăng lên được khoảng là 44% nữa. ETH là một trong những đồng coin có mức độ hồi phục khá là tốt, tại vì thời gian trước đó nó đã giảm rất là nhiều. ADA thì sao? ADA thì đã một trên giảm rất là lâu rồi, tại từ tháng 8 tới nay rồi. Mọi người thấy cái xu hướng giảm của nó khá rõ rệt, tại vì trong thời gian trước đó là từ cuối năm 2020 ấy, và đến là khoảng là tháng 8 mà thì ADA đã có mức độ ADA là có mức độ tăng trưởng top coin là đã rất là nhiều rồi. Nên từ tháng 8 tới nay thì nhưng là con nào mà không có con nào mà tăng được mãi được hết, thì nó tăng thời gian rất là nhiều, tăng rất là nhiều, thì nó cũng phải có một thời gian hồi về, thời gian xu hướng chờ tiếp đó thì nó mới có xu hướng bắt đầu tăng tiếp tục lại. Thì ADA từ tháng 8 tới giờ là xu hướng của nó toàn xu hướng giảm không. Hiện tại thì nếu mọi người muốn xem là ADA nó confirm là có dấu hiệu tăng trưởng tiếp theo thì bắt buộc ADA nó phải vượt lên cái mốc này, lên cái mốc là 1 đô 6 này thì nó mới confirm được là xu hướng tăng tiếp tục của nó. XRP là một con là cũng đang sideways trong biên độ đỉnh của nó là 1 đô 8, cũng từ khá lâu rồi, từ tháng 4 tới giờ. Và hiện tại XRP thì hiện tại là chỉ là đang chờ vào thông tin vụ kiện của nó với SEC thôi. Thì XRP là một con coin cũ thì cũng không thu hút được dòng tiền. Thì XRP cũng dao động trong đa phần là dao động từ mốc là 1.4.
trở xuống rồi. Và nếu mà nó có sự xu hướng tăng tiếp theo thì mình thấy là nó phải vượt qua mốc là 1 đô này thôi. Thì video cũng đến đây là cũng đã là dài rồi. Thì nếu mọi người thấy hay thì cũng hãy là like cũng như đăng ký kênh để mình có thêm thật nhiều là động lực để ra những video sau. Mình sẽ phân tích thêm một số đồng ancoin. Vì tất cả nội dung trong video thì chỉ là mục đích cung cấp thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Mọi người hãy join vào nhóm Telegram cộng đồng của Sài Gòn Crypto để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường cryptocurrency. Thì mình sẽ xem những đồng ancoin nào có điểm vùng cái vùng nó đẹp đó để mọi người có thể là cân nhắc và có những cái lệnh của cho mình ha. Thì chào mọi người và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.